Chúng ta thấy ngành dinh dưỡng là một ngành tương đối là thú vị, bởi vì đối với tôi đây là cái sự giao thoa giữa ngành y và ngành tiêu dùng. Chúng ta thấy rằng ngành y là một cái ngành mà đòi hỏi cái sự khoa học, sự chính xác và sự chuyên nghiệp rất là nhiều. Còn đối với những cái ngành tiêu dùng thì người ta thường thích ngon, bổ rẻ, và làm sao cái sự giao thoa này diễn ra một cách hợp lý, một cách tự nhiên nhất, đó là làm cái kiến thức dinh dưỡng phải trở thành vừa khoa học, vừa gần gũi, vừa dễ hiểu và mang cái tính đời sống thiết thực rất là cao. Và hiện nay thì rất là nhiều người bắt đầu họ chọn cái dinh dưỡng là một cái sự nghiệp, là một cái công việc cho họ. Tuy nhiên họ vẫn chưa có sự thành công, họ loay hoay trong cái xây dựng cái thương hiệu cũng như là tìm kiếm sự thành công. Và thậm chí có nhiều người họ đã làm một khoảng thời gian rồi và họ chưa có nhiều sự thành công và họ cảm giác họ đang đi sai cái con đường. Vậy thì chúng ta cùng nhau nhìn nhận lại, chúng ta thấy rằng bất kỳ ngành nào cũng có những người thành công và những người chưa thành công. Vậy thì cái việc khi mà chúng ta chọn một cái ngành nào đó thì chúng ta cần phải biết được lý do tại sao chúng ta chọn ngành này, chúng ta hiểu được tiềm năng của nó và từ đó chúng ta phải có những cái nghiêm túc để đầu tư vô cái bản thân của mình. Và đây mới là cái nền tảng để giúp cho chúng ta có thể khác biệt so với những người làm dinh dưỡng khác. Và thị trường ngành dinh dưỡng thì chúng ta thấy có hai cái nhánh rất là rõ ràng. Đầu tiên đó là dinh dưỡng lâm sàng. Thì đây là những cái người bác sĩ, những người cử nhân dinh dưỡng đòi hỏi sẽ phải có chứng chỉ hành nghề và làm việc trong các cơ sở y tế. Và lúc này sẽ được bảo hiểm y tế chi trả cũng như là can thiệp những cái bệnh nhân ở trong bệnh viện. Tuy nhiên, đa phần chúng ta chỉ có thể can thiệp bệnh nhân trong thời gian ngắn thôi. Và cái nhóm mà tiềm năng và đồng thời cũng là cái ngành rất là năng động trong tương lai đó là cái ngành dinh dưỡng cộng đồng. Cái nhóm ngành này có thể đó là bác sĩ, cũng có thể không phải là bác sĩ, họ có thể là một cái người nhân viên y tế đơn thuần hoặc là những cái người cộng đồng, nhưng mà họ được học các cái chứng nhận chứng chỉ về dinh dưỡng và sau đó họ có kỹ năng để họ tham gia tư vấn các cái sản phẩm cũng như là các chế độ ăn cho những cái người có vấn đề về sức khỏe, ví dụ như cần giảm cân hoặc là những người họ muốn duy trì cái vóc dáng của mình hoặc là họ muốn phòng bệnh, thì cái ngành này rất là tiềm năng. Nhưng mà tụi chung lại, bác sĩ Hùng muốn gửi gắm với mọi người đó là cái việc mà đầu tư vô bản thân để chúng ta có được những cái kỹ năng tư vấn một cách chuyên nghiệp hơn nè, chúng ta hiểu rõ về sản phẩm mình hơn nè, chúng ta có những cái kiến thức dinh dưỡng một cách bao quát để tránh trường hợp là chúng ta đi sa đà vô câu chuyện mà chúng ta bán hàng đơn thuần. Vì đây là sự giao thoa giữa khoa học và những cái kiến thức phổ thông, và cái việc mà chúng ta nghiêng về khoa học hẳn thì nó làm chúng ta trở nên cứng nhắc, còn nghiêng về bán hàng hẳn thì nó làm cho chúng ta trở nên rất là bình thường, cũng y chang như những cái ngành bán lẻ khác thì nó lại không chuyên nghiệp. Cho nên hy vọng tất cả mọi người hãy ngày càng đầu tư bản thân mình nhiều hơn những cái kỹ năng liên quan đến giao tiếp, liên quan đến tư vấn, liên quan đến thuyết trình, liên quan đến nói chuyện trước đám đông, và đặc biệt là những cái kiến thức chuyên ngành với dinh dưỡng, để từ đó mọi người sẽ trở nên tự tin hơn và hy vọng tất cả mọi người sẽ yêu nghề hơn. Và tôi tin rằng chỉ cần chúng ta thật sự cố gắng và cống hiến cho một ngành nào đó thì chắc chắn chúng ta sẽ được có những cái sự đền đáp một cách tương xứng mà cái ngành đó sẽ mang lại cho chúng ta.